Mọi người có tò mò về vai trò của ekip Big Sound Media trong dự án phim giới thiệu trang trại Vanilla tại Kizuna sẽ có gì đặc biệt không? Hãy cùng mình khám phá ngay nhé! Một trong những vai trò quan trọng nhất của ekip Big Sound Media là lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu bấm máy. Do trang trại Vanilla khá rộng lớn, nên ekip đã thảo luận chi tiết và xác định các góc quay phù hợp để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu quả làm việc. Ekip Big Sound Media không chỉ ghi lại những hình ảnh mà còn tương tác với những anh chị nông dân giúp ekip hiểu rõ hơn về quy trình trồng và chế biến cây vanilla nhằm tạo ra những thước phim không chỉ giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của cây vanilla mà còn tôn vinh những nỗ lực và tâm huyết của những người làm tại đây. Song song việc quay phim, các kỹ thuật viên ánh sáng và âm thanh luôn đồng hành để điều chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp với từng bối cảnh, đảm bảo không có hiện tượng chói hoặc thiếu sáng. Âm thanh cũng cần được thu rõ ràng, không có tạp âm để những thước phim thu lại luôn đạt được chất lượng tốt nhất. Không những thế, sau khi hoàn thành, ekip vẫn tiếp tục chăm chỉ trong giai đoạn biên tập và hậu kỳ, sự cầu toàn trong từng khâu biên tập, giúp đảm bảo mỗi đoạn phim đều đạt đến mức hoàn hảo và truyền tải thông điệp của trang trại cây vanilla đến khán giả. Sự chuyên nghiệp và tâm huyết của ekip đã tạo ra những thước phim chất lượng cao, mang lại những trải nghiệm và thông điệp ý nghĩa cho khán giả. Dự án sau khi hoàn thành đã nhận được nhiều lời khen của khách hàng. Ekip Big Sound Media luôn không ngừng sáng tạo và đổi mới nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm ý nghĩa và ấn tượng, giúp khách hàng tối ưu chi phí quảng cáo.